Tối 18 tháng 9, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết siêu bão Namadon tiếp tục di chuyển chậm về phía bắc qua vùng Kyushu với tốc độ 20 km/h sau khi đổ bộ vào tỉnh Kagoshima và có thể di chuyển dọc theo đảo Honshu trong những ngày tới. Một số chuyến bay và một số chuyến tàu đã bị hủy. Cụ thể, cơ quan khí tượng Nhật Bản trước đó đưa ra cảnh báo bão đặc biệt đối với tỉnh Kagoshima vào tối 17 tháng 9. Một số khu vực của tỉnh như Miyazaki lân cận ghi nhận lượng mưa hơn 400 mm trong 24 giờ tính đến chiều 18 tháng 9. Những cơn gió dữ dội đang ảnh hưởng đến gần như toàn bộ vùng Kyushu và một phần của các vùng Shikoku, Chugoku lân cận. Theo dự báo, thì các vùng Shikoku, Chugoku và Kinki ở phía Tây Nhật Bản có thể sẽ phải hứng chịu lượng mưa lớn vào ngày 19 tháng 9. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân đề phòng sạt lở đất, ngập lụt ở các vùng trũng thấp và các con sông bị sạt lở. Mặc dù siêu bão Namadon suy yếu nhẹ vào lúc 3 giờ sáng 19 tháng 9, nhưng vẫn có khả năng tạo ra sức gió khoảng 200 km/h. Tại Yakushima, tỉnh Kagoshima, sức gió tối đa lên tới 183,24 km/h. Thủ tướng Fumio Kishida kêu gọi người dân Nhật Bản sơ tán kịp thời nếu họ cảm thấy nguy hiểm, dù là nhỏ nhất. Ông ra lệnh cho các quan chức khẩn cấp thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân. Các tỉnh Fukuoka, Kumamoto, Miyazaki và Nagasaki đã áp dụng luật cứu trợ thiên tai cho tất cả thành phố của mình.